Chị đây. Em bé. Tên này à mê bé ơi, tắm vui không con? Bé heo đâu? Bé heo của em đâu? Bé cá heo đâu? Hai cái con thương à, hai cái con nó yêu à. Không, uống biểu diễn uống cho mày xem nữa hả? Rồi lấy cái heo coi, lấy cái heo cho em mày coi. Nước dơ nè, cái heo. Nhắm mắt khí thở, nhắm mắt khí thở. Vậy, yên chỗ không được nè. Đợi lại ba này con, đợi đi, đứng dậy. Ôi đứng đâu ở trời chúng khóc la tơi bời. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Thì cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Xoay chậm chậm thôi, đó xoay chậm chậm.
chậm chậm thôi, xoay lại vòng nữa coi, chậm chậm thôi đó. Bye đi. Bye. Quay cái sang bên này cho nó dài chứ đi mà. Yeah này win. Yeah mày này. Yeah. Yeah. Cái đây. Cái đây. Con ngồi bên tường đi đi. Cái đây. I'm back. Đây, đây, đây nè. Lên tiếp nè. Ngon mà làm bài nhưng ngồi chơi sang quá. Đây con, lên ghế đi con. Vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật nào. Yeah. Đấy. Đấy. Yeah, hoan hô. Vô đây, vô đây. Thì cho mẹ coi bướm vàng đâu. Bướm vàng đâu. Mở ra coi, mở ra coi bướm vàng. Bướm vàng đâu. Đó là nấm, bướm vàng đâu. Bướm vàng đâu. Chị coi mẹ bướm vàng đâu. Chị coi bướm vàng đâu. Bên này con ơi, bướm vàng bên này. Gì đó, bướm vàng nào, chị mẹ coi bướm vàng nào. Bướm vàng.
Quyên, chỉ mấy con bướm vàng rồi. Con bướm vàng đâu? Nhanh lên. Quyên. Quyên. Đây đây. Chỉ mấy con bướm vàng đâu? Đi chơi thì mệt mỏi lắm. Đi theo em đi. Yeah, coi. Yeah. Yeah. Oh yeah. Quỳ ngã rồi. Cùng ngã rồi. Ê, té. Xem một tay nó mới ghê. Đùng. Win. Hey.
lớn em không? Ác cừ nữa hả? Hả? Ác cừ. Ác cừ. Em bé yêu mẹ không? Yêu mẹ không? Ai ồ. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bin qua đây bin. Happy birthday. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật. Mừng ngày sinh nhật chú chú. Mừng ngày đó chú chú sinh ra đẹp. Hãy nắm tay. Rồi ước đi. Đỡ em từ từ. Rồi sinh nhật 12 tuổi mau ăn trống lớn nha. Mèo. Mèo.
Vinh ơi. Dạ. Vinh ơi. Dạ. Đứng dậy đi qua ba nhá. Dạ đây. Vinh ơi. Lại đây con, lại đây. Lại đây ba thương này. Vinh lên lại đây mà. Đi đâu đó? Đi cha. Đi qua đây mà. Qua đây. Ôi dồ. Đâu ăn rồi? Ừ. Quyền, Quyền ơi, vô đây. Nú, nú. Tiêu rồi. Đứng mất tiêu rồi. Ai làm? Con làm hả? Vinh ơi. Ừ. Bắt cả. Kẹp em. Ờ, chuẩn bị đi rồi con, sắp đi rồi nhá. Nơi đầu đâu đúng đầu đúng rồi, tay chân đâu Quyên ơi, Quyên chân đâu, đó là bụng mà, đầu đâu đúng rồi, chân đâu đúng rồi, tay đâu Quyên này, mày nói này, Quyên ơi, tay đâu tay đây à. Bụng đâu, đúng rồi, mũi đâu nó là miệng mà, bye bye này, bye, thơm gió này Quyên.
mua đi. Mẹ đang rung bụng mà. Vin ơi, đi kêu ba đi con. Sao vậy? Rửa ba lơ rửa đít chứ. Rồi đi ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài lại giờ rồi. Đâu đó con? Đâu? Vin ơi? Vin mẹ nè. Sao lại bao xì mẹ? Đang rất bụng mà. Làm gì đó con, Vin? Vặn cái đó hả? Vô con, lại đây, đi vô nhà này. Tê. Lậu mới tới cái số 3 nhà xe thôi. Bốn giờ 20 là tụi mình bắt đầu chạy. Lên tới đây chắc 10 năm nữa mới có. Đừng có thọc tay vô, nó kẹp á, sức tay á. Cua, Quy này, ăn cua không? Đó, con cua nó kẹp. Cua. Nuốt nước miếng rồi con, chưa ăn được đâu. Cua nó kẹp. Kẹp. Chị nấu luôn á. Con tôm kìa.
xa ra, còn đứng xa ra. Nó nhào vô luôn rồi. Nhiên chạy rồi ôm chân ông nội nha. Vinh ơi, Vinh ơi, ông nội hả? À, ông nội em hả? Tự nhiên chạy lại ôm chân ông nội, thôi bị quay luôn. Cắt cái đấy ra. Ừ. Ý tin. Sáng chưa? Sáng rồi ông nội. Ăn bánh canh. Ba ơi, xem này nè. Vinh ơi. Hello mẹ kìa. Anh ơi, Vinh ơi. Á chà. Bước chân đi cát đi con. Bơi không? Để lại ra nhúng nước mặn cho. À, đi nhúng nước mặn ngay. Mém bờ đi. Không sợ, đi đi, rồi đấy. Á chà. No. Quốc tế thiếu nhi đại bún ké Bình Định. Chiều ăn bánh kem nha. Đứa nào ăn giỏi thì ăn bánh kem nha. Đứa nào ăn bỏ mứa chiều không ăn bánh kem đâu nha. Quốc tế thiếu nhi 2022 chuột hết thiếu nhi rồi nha. Đứa nào mà trên 50kg là hết thiếu nhi rồi. Đây là con voi. Đây là cái xương rồng. Đây là bill. Đây là cái phao. Đây là con rùa. Đây là quà cho nấm. Đây là chuột ăn trái chanh. Đây là bánh coconut. Đây là dưa leo cho Trâm Anh. Đây là hươu cao cổ cho Win. Ố đầy đủ mà, còn tê giác cho ai hề. À, tên pin đúng rồi, con tê giác cho anh pin. Voi có rồi. Ủa, con tê giác nữa. Đây nè, con tê giác nè. Hay là nước xoài ép thật chua. Nào ta ăn bánh gì, bánh bao này. Biết ăn, nguyên ăn.
quá lượm bỏ vô chứ sao vô. Hử? Nghe không? Quyết lượm quả dưới đất bỏ lên cho nên. Cầm cái quả kia, ở dưới đất kia. Cầm bỏ dưới rổ chứ không phải là lái trong rổ vứt ra ngoài. Đúng rồi, cầm ở dưới bỏ lên đây. Bỏ vô cho ba. Hai quả con mới vứt lên nữa. Hai quả dưới này nữa, nhanh lên. Ờ, lượm hết đi. Rồi, thêm một quả dưới giường nữa, còn một quả nữa. Con ngồi xuống. Ngồi xuống mới thấy, ở dưới gầm giường đó. À, chỗ nào? Có không? Nhìn coi. Giang đâu rồi? Chỗ nào? Không nói được hả? Sâu quá hả? Không có ném của ba nữa nghe chưa? À, ba thương. Không có ném nữa, ba la đó. Ra ngoài chơi đi.